Những ngày qua, dư luận tại địa bàn huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An xôn xao trước thông tin một công chức kế toán xã đứng tên trúng đấu giá 23 trên 56 lô đất trị giá hơn 30 tỷ đồng. Điều này đã khiến cho dư luận hoài nghi về quy trình đấu giá các lô đất này. Được biết, ông Trọng hiện là cán bộ công chức kế toán xã Quỳnh Bá và em trai ruột là ông Nguyễn Văn Quý, hiện đương nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Ông Quý cũng là người trực tiếp ra văn bản phê duyệt giá đất, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất của 56 lô đất tại xã Quỳnh Hưng nêu trên. Do đó mà việc ông Trọng tham gia đấu giá đã vi phạm các quy định cấm khi tham gia đấu giá. Trước đó, tại xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An đã diễn ra buổi đấu giá 56 lô đất thuộc khu vực Đồng Quan. Buổi đấu giá đã hoàn thành với 56 lô đất đều có người mua với tổng giá trị sau đấu giá là 85 tỷ đồng. Người trúng đấu giá nhiều nhất là 23 trên 56 lô đất là ông Nguyễn Văn Trọng với tổng trị giá hơn 30 tỷ đồng. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quỳnh Lưu, quá trình đấu giá diễn ra khách quan minh bạch nhưng đối tượng mua lại không đúng quy định, đó là trường hợp của ông Nguyễn Văn Trọng. Vì thế, huyện không công nhận đề xuất kết quả đấu giá đối với 23 lô đất mà ông Trọng đã trúng đấu giá. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân huyện Quỳnh Lưu cũng yêu cầu xác định rõ trách nhiệm của công ty tổ chức đấu giá khi không sàng lọc đối tượng tham gia đấu giá, đồng thời giao cho các phòng chuyên môn, Ủy ban Nhân dân hướng dẫn ông Nguyễn Văn Trọng làm rõ tường trình kiểm điểm vì là công chức mà mua như thế là có dấu hiệu đầu cơ. Ngày 10 tháng 7, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang cho biết trên địa bàn huyện vừa xảy ra một vụ cháy 6 tàu cá gây thiệt hại nhiều tỷ đồng. Thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ cùng ngày, một tàu cá đang neo đậu tại rạch Cần Lộc ở huyện Gò Công Đông bất ngờ bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa nhanh chóng lan sang các tàu cá neo đậu xung quanh. Người dân có mặt tại khu vực này đã dùng nhiều dụng cụ chữa cháy nhưng bất thành. Nhận tin báo, lực lượng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Tiền Giang đã điều nhiều xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Sau khoảng hơn 30 phút, ngọn lửa được khống chế và dập tắt. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Gò Công Đông, bước đầu có 6 tàu cá bị cháy. Vào thời điểm xảy ra vụ cháy, do con rạch nước cạn, nhiều tàu cá đang neo đậu nằm bờ không thể di chuyển được nên đã cháy lan sang các tàu cá neo đậu xung quanh. Ước tính thiệt hại ban đầu của vụ cháy khoảng nhiều tỷ đồng. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Chiều qua, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới. Hai bên đã trao đổi thảo luận nhiều nội dung dự án then chốt trong hợp tác trong năm nay. Tại buổi làm việc, Ngân hàng Thế giới đã đồng ý chi trả trực tiếp hơn 41 triệu đô la Mỹ cho người trồng rừng tự nhiên tại các tỉnh Bắc Trung Bộ. Thông tin tại cuộc họp, Ngân hàng Thế giới sẽ trả trực tiếp 41,2 triệu đô la Mỹ cho chủ rừng và ban quản lý rừng, người dân, người trực tiếp tham gia trồng rừng tự nhiên tại 6 tỉnh Bắc Trung Bộ. Bộ trưởng Lê Minh Hoan cam kết sẽ nhanh chóng hoàn thiện sổ tay hướng dẫn vận hành dự án POM, dự kiến ban hành vào tháng 8 năm 2023, đồng thời đảm bảo có đủ cơ chế, tổ chức và nguồn ngân sách để triển khai tốt kế hoạch chia sẻ lợi ích EAPA, bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch. Bên cạnh đó, tại buổi họp, hai bên cũng đã thảo luận nhiều nội dung, dự án trọng điểm khác như dự án nâng cao và sửa chữa an toàn đập và quan hệ đối tác chiến lược tiếp theo trong chương trình hợp tác ngành nước, dự án chuyển đổi tổng hợp và thích ứng với biến đổi khí hậu vùng sông Mekong, đồng bằng sông Cửu Long, chương trình 1 triệu hecta lúa chất lượng cao và carbon thấp. Đại án chuyến bay giải cứu, trong đó 21 cựu quan chức bị cáo buộc nhận hối lộ 515 lần với 165 tỷ đồng. Cáo trạng xác định 21 quan chức cán bộ thuộc các cơ quan như Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công an, cựu lãnh đạo thành phố Hà Nội và tỉnh Quảng Nam bị cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn để 515 lần nhận hối lộ với tổng số tiền là 165 tỷ đồng khi giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp tham gia tổ chức các chuyến bay giải cứu. Trong đó, bị cáo Phạm Trung Kiên, cựu thư ký của Thứ trưởng Y tế, đã 253 lần nhận hối lộ với tổng cộng 42,6 tỷ đồng trong 11 tháng. Bốn người của Đại sứ quán Việt Nam ở Malaysia lợi dụng chức vụ gây thiệt hại 10 tỷ đồng. 23 đại diện doanh nghiệp đã đưa hối lộ gần 500 lần với hơn 226 tỷ đồng. Cùng tội danh trên, còn có cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng, cựu trợ lý Phó Thủ tướng Nguyễn Quang Linh, cựu Cục trưởng Lãnh sự Nguyễn Thị Hương Lan, cựu Phó Chủ tịch thành phố Hà Nội Trử Xuân Dũng và cựu Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân.
Trong đó, ông Dũng bị cáo buộc 37 lần nhận hối lộ của 13 doanh nghiệp, nhiều thứ tư trong 21 bị cáo cùng tội danh với tổng số tiền 21,5 tỷ đồng. Trong quá trình tố tụng, ông Dũng và gia đình đã nộp 16,2 tỷ đồng khắc phục hậu quả. Bà Nguyễn Thị Hương Lan, 49 tuổi, cựu Cục trưởng Lãnh sự Bộ Ngoại giao, bị cáo buộc 32 lần nhận hối lộ của 8 đại diện các doanh nghiệp, tổng số tiền 25 tỷ đồng, nhiều thứ ba trong các bị cáo. Ông Nguyễn Quang Linh, 49 tuổi, cựu trợ lý Phó Thủ tướng, bị cáo buộc 5 lần nhận hối lộ, tổng hơn 4,2 tỷ đồng, nhiều thứ 9 trong vụ án. Cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng bị cáo buộc nhận 2 tỷ đồng. Tòa án Hà Nội đã triệu tập hơn 30 người làm chứng, 19 công ty thương mại du lịch, dịch vụ và 46 người với tư cách có quyền, nghĩa vụ liên quan cùng 33 nhân chứng. Trong số này có nhiều cán bộ ngoại giao. Hơn 100 luật sư đăng ký bảo chữa cho 54 bị cáo. Chiều nay, hội đồng xét xử sẽ bắt đầu xét hỏi đối với các bị cáo. Xin được tiếp tục chương trình với những nội dung đáng chú ý khác. Diễn biến mới nhất liên quan tới đường lưỡi bò phi pháp mà Trung Quốc đã tự đặt ra trên Biển Đông và đang được nhà cầm quyền nước này rêu rao có chủ ý bằng nhiều cách thức khác nhau. Ngày hôm nay, trên ứng dụng website của Netflix tại Việt Nam và FPT Play, khán giả đã không còn tìm được tựa phim Hướng Gió Mà Đi có bản đồ hình đường lưỡi bò phi pháp này. Riêng với Netflix, phim chỉ được gỡ tại thị trường Việt Nam hoặc dùng công nghệ để khán giả tại Việt Nam không tiếp cận được. Đây là động thái của các nền tảng sau yêu cầu của Cục Điện ảnh ban hành công văn yêu cầu hai công ty này gỡ toàn bộ phim và có văn bản báo cáo trước ngày 12 tháng 7 năm 2023. Trước đó, qua kiểm tra giả soát, Cục Điện ảnh đã phát hiện trong nội dung của phim Hướng Gió Mà Đi 39 tập có thể hiện hình ảnh đường lưỡi bò phi pháp, vi phạm quy định của pháp luật Việt Nam. Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 56 và các hội nghị liên quan chính thức được khai mạc hôm nay tại Jakarta, Indonesia. Tại chuỗi hoạt động có quy mô lớn nhất hàng năm của các bộ trưởng Bộ Ngoại giao, đại diện các nước ASEAN tập trung thảo luận hàng loạt các vấn đề nhằm duy trì ổn định, hòa bình và khả năng phục hồi kinh tế trong khu vực. Trong đó, thì việc thúc đẩy hoàn tất đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự các hội nghị. Hội nghị Bộ trưởng ASEAN lần thứ 56 và các hội nghị liên quan có sự tham dự của 29 quốc gia và 18 hiệp hội. Trong 4 ngày họp chính thức, sẽ có 17 hội nghị tập trung vào 8 chương trình nghị sự xoay quanh an ninh, hòa bình và khả năng phục hồi kinh tế trong khu vực. 8 chương trình nghị sự sẽ tập trung bàn thảo, trong đó có các nội dung về tăng cường thực thi các nguyên tắc của Hiến chương ASEAN, thúc đẩy biện pháp xây dựng lòng tin, hối thúc các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, ký nghị định Hiệp ước khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân, hoàn thiện hướng dẫn để đẩy nhanh việc hoàn tất đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC, hoàn thiện việc thiết lập tầm nhìn hàng hải ASEAN. Tình hình phức tạp ở các điểm nóng trong khu vực cũng như trên thế giới như Biển Đông, Myanmar, vấn đề xung quanh eo biển Đài Loan hoặc những diễn biến mới trên bán đảo Triều Tiên dự kiến cũng được đề cập. Dự kiến các bộ trưởng sẽ thông qua và ghi nhận khoảng 40 văn kiện hợp tác. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và đoàn đại biểu Việt Nam sẽ tham dự trên 20 cuộc họp trong vai trò là cơ quan đầu mối được giao trách nhiệm đàm phán một số văn kiện trong kỳ hội nghị lần này.